Ui nó lại nó chụp mùa người ta chưa. Qua mình qua đã. Ồ qua đớp đã chưa. Đớp thì mê luôn mọi người. Mình xin chào tất cả mọi người nha. Cảm ơn tất cả anh em và mọi người đã xem video của mình. Rồi hôm nay mình tiếp tục đi câu lưng sông. Hôm nay mình câu ở cái sông Bèo đây. Thì cái điểm sông Bèo đây thì mấy năm trên mình cũng có câu rất là nhiều lưng khủng luôn nè. Hôm nay mình có ghé ra đây để mình tìm hàng mình câu nha. Tình hình nước thì nó cũng mới vừa rút xuống nè mọi người. Đó, hôm trước nước lớn này nó lên hết trên đìa luôn. Bây giờ nó cũng còn sắp sắp mấy cái đĩa cỏ này. Ở đây thì mình câu nhiều lưng khủng lắm. Có mấy lần mình câu được lưng 9 lạng, 8 lạng nhiều thôi. Phía dưới kia nè mọi người. Phía dưới kia là mình có cái hang lưng đợt trước mình có câu được con 9 lạng này. Lâu rồi mình chưa ghé lại mọi người. Xí nữa mình ghé lại mình xem cái tình hình ra sao. Dọc mấy cái đĩa cỏ này thì cứ đi vòng vòng sam thôi mọi người. Sam nó đụng hang nó vạch ra thôi. Còn cái chỗ nào mà trống thì nó lộ hang ra. Còn cỏ quá đi tìm nó cũng đuối. Nước này nó cũng còn hơi mấy mãi. Sắp sắp mấy cái bìa bờ. Nó mà nó rút xuống dạt dạt hết cái địa bờ này. Thì cao sướng mọi người ơi. Thôi bây giờ mình đi dọc mình tìm hang nha. Có mình cao anh em mọi người xem luôn nha. Rồi dưới đây mình có tìm được cái hang này. Hang này nằm dưới nước nha mọi người nha. Hang y này chỗ đây này nha. Ui, ui đớp luôn rồi mọi người ơi. Hay đớp luôn rồi thấy chưa. Ui, vừa xuống con màu vừa cái hang luôn đớp liền. Ui to to to. Ui to to to. Ui to mọi người ơi. Ui wow, mình vừa lên mình vừa nắm nó tụt luôn. Ui nó ngậm xéo một bay mọi người ơi. Mình vừa đụng được nó tụt luôn. Ui không biết còn dám ăn lại không này. Ui ăn lại ăn lại. Ui lì ghê nha mọi người. Lì ghê. Ăn lại nè. Rồi đi móc còn màu khác nha. Ui vừa nắm được nó tụt luôn. Con này còn lì, con này còn lì mọi người. Nè lên luôn, ui lên luôn nè, lên này. Thấy chưa, thấy lên luôn chưa. Đã chưa. Ui được nha mọi người nha, to đây. Có lý, có lý. Sướng. Lì ghê lắm nè. Rồi. Ui. Ui ngọt quá mọi người ơi. Ngọt quá. Ui hấp dẫn hấp dẫn. Quá hấp dẫn luôn. Mấy hàng ở dưới nước hấp dẫn không. Ngon nha. Ngon quá mọi người ơi. Lượng cái này ngon rồi. Mình vừa thả vào chụp liền nhá, mà ngon chứ. Vừa thả chụp liền lên mình vừa nắm lại. Do là nó chưa đóng vô mép á mọi người, nên là nó không có bị đau, nên là nó ăn lại. Lương cái này trọng ngon quá mọi người. Đó nó nằm ở dưới nước nè. Rồi để mình cho nó vào túi nha mọi người nha. Cái này là có kéo là sướng sướng à. Rồi dưới đây mình tìm được cái hang nữa nè. Hang cũng được. Có cái vỏ ốc đó chưa. Có cái vỏ ốc nằm y ngay cái hang luôn. Cái đường hang phía trong này to đấy mọi người. Ui ui nó mới ụp một cái nè. Thấy nó ụp nước cái nè. Đó lên 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 lên. Ui to mọi người. Ui to mọi người ơi. Ui to lắm, to lắm. Ui ngon.
Ui đã lắm mọi người. Ui đã chưa. Ui nó ốc nước đau. Rồi dứt. To đây. Nhớ cho nó táp lên, nó táp mà. Nó không táp. Còn màu miếng nữa. Trượt bay mất. Ui hết màu rồi, đi móc màu khác nè. Nó bị ngắt xéo một bên, nó không có đóng vô trong cái mép mọi người. Ui, con này to nè, con này khủng. Hấp dẫn. Đớp đã chưa? Đớp thì mê luôn mọi người. Hãy nuốt tiếng nha. Ui, trượt miết ta. Nó ăn lại đó. Nó ngậm sao mà trượt miết nè. Ui, ui, nó giật, ui, nó giật. Ui khủng mọi người, quá đã luôn. Đây mọi người ơi, bên kia cũng có anh em đang đi câu lươn này. Wow, ngon quá mọi người ơi. Rồi để mình chia sẻ này mọi người xem nha. Mọi người ơi, wow, con này ngon ghê nha. Thấy tiền cửa hàng mà nó ló vào ốc ra là thấy hấp dẫn rồi. Đúng đã luôn. Nó khi mà nó lóc mà nó ló cái đầu lên là thấy hấp dẫn rồi. Nhưng nhớ lên cho nó táp phát nghe cho nó sướng mà nó mày. Ngon mọi người. Quá đã luôn. Thấy mấy cái hàng mà nằm trên mà nó ló mấy cái vỏ ốc lên trên là thấy hấp dẫn lắm rồi. Quá phê. Rồi vào thôi. Ui, quá đã mọi người ơi. Ui có lưng con kéo anh em mọi người xem mà thấy nó sướng sướng rồi. Rồi để mình chia sẻ lại cái điểm hang cho anh em mọi người xem. Đó, mấy cái hang nằm dưới đây hấp dẫn không? Ui lo ló mấy cái vỏ ốc đã kìa. Đây bên kia cũng có thằng anh cũng đang câu lươn bên kia nè. Đó, lo ló cái mũ trắng trắng này. Ui quá đã mọi người ơi. Tuyệt vời luôn, có hàng khổng kéo anh em mọi người xem mới là đã rồi. Rồi để mình tiếp tục mình tìm hang nha. Rồi dưới đây mình mới tìm được cái hang nữa nè. Hàng thấy cũng to lắm nha. Hàng thật to là thấy hấp dẫn rồi đây. Ui, ui mà thấy nó ốc nè. Mới thấy nó ốc nước một cái nè. Phải không ta? Ui nó lại nó chụp mọi người thấy chưa? Wow mình thấy nó ốc mà mình nghi rồi. Ui lại nó chụp phát đã chưa? Ui có vẻ đó có vẻ. Ui à, nó mát xéo một bầy mọi người ơi. Wow nó mát xéo một bầy. Nè lên lại nè. Ui to to, ui được mọi người, được. Quá wow, đã. Ui nó mát xéo mấy mọi người. Nó
nó ngậm xiên cái lưỡi cao mấy thôi chứ nó không có ngậm trúng, nó không có đóng mép. Ăn lại đó mọi người, ăn lại nè. Để cho nuốt tiếng nha. Ui mọi người. Wow. Tí nữa rớt rồi. Ui ui nó lủi ra ngoài, ui nó lủi ra ngoài. Mọi người. Ui nó lủi. À, để mình nắm lại cho nó an toàn đó. Nó gì bị dính ở cọng muống rồi nè. Dính ở cọng muống mình lau lên không được. Rồi. Vào. Ủa, nhỏ nhỏ với mình lại táp nghẹt ghê chứ bây giờ đâu. Nhỏ nhỏ mà lại táp nghẹt được kia nghe. Ủa, mấy cái đường ngang nó nằm như đây. Khó mà tìm nha, chăm sam đúng á, mình vạch ra mình cào thử thôi. Rồi để mình cho mọi người nha. Rồi dưới đây nó có cái hang này mọi người. Cái hang đây nhớ lần trước mình có cào được con chín lạng này. Lâu lắm rồi mình chưa cào lại cái hang này nè. Này nước lớn này, hang này ngay chỗ đây nè. Nước lớn không biết có lường là sao đây. Lần trước mình cào con chín lạng cũng nước lớn nè. Mấy cái hàng con khủng nè. Vậy có lường khủng lắm nè. Lần trước mình cào con chiến lạng cũng nước lớn. Ăn mọi người, quà wow, nó chụp mới lâu. Ui mình đang nhịp mà chụp lâu liền. Nhịp bò to đây. Ui sao nó lại nhẹ vậy ta. Ui mọi người. Ui rồi xong luôn rồi. Ui nó vậy mà nó dính vô cái bao tay của mình nè mọi người ơi. Nó dính vô cái bao tay của mình. Mình biết là thế nào, đường nào nó cũng bứt rồi. Nó quắn vô lùm cỏ bứt luôn rồi. Thiệt tình luôn á. Không, không được mọi người. Không nhỏ. Không nhỏ gì mà cũng được chứ không nổi nào. Ui nó quắn vô cái bao tay của mình nó mới khổ chứ. Thôi thế mình tìm ăn khác mọi người. Còn nó coi như sao mà còn nó chắc trọng trọng. To chứ không phải nhỏ đâu. Tiếc ghê. Rồi hôm nay thì mình cũng chỉ cao được có 3 con á mọi người ơi. Sải con lương nó có quê luôn nên là đi tìm cao nó cũng không có đó mọi người ơi. Đi cũng có lương to. Ý là sải con lớn rồi. Sải con cũng trọng. Sải con cũng to hơn con to hơn con đây nè. Để con có con to đem về căng anh em mọi người xem. Sải con lương nó có quê luôn mọi người ơi. Đi tìm hàng cao nó cũng không có lương. Đường gì là cũng có không xảy con đó thì cũng đỡ. Có được con khủng là cũng đỡ lắm rồi. Thường đi cao á mọi người, đi cao mà nó quê gần kế là cao cũng không được luôn, không có lương luôn á. Nó hay ngày ra là cao rồi là gặp liền. Xảy con cũng uổng là do nó mát cái bầu tai chứ nó không mát cái bầu tai thì cũng không nổi nào. Mát cái bầu tai cái thua luôn. À, nó mấy cái bộ tay cái nó bứt luôn. Được 8 lần rưỡi mọi người ơi. 8 lần rưỡi xem mới lấy được mấy lần. 8 lần rưỡi chứ lấy chứ cũng được 5 lạng quá. Này thì cũng ít mọi người ơi. Đây cũng gặp bữa thôi. Có bữa hai người kiếm được ký hơn ký. Bữa hai người nữa là kiếm máy chứ còn giờ nó cũng thưa lương lần. Ruộng lương nó đừ luôn. Nó khô lên. Để cái gì không? Cái bồ đó. Để
Rồi, được nghe ký mọi người. Ừ, ngon nghe. Nhớ chờ anh lại anh táp trời mà nghe cho nó sướng mà. Anh lay mà nó anh không táp. À, cũng được mọi người ơi. Nay kiếm được nhiều là cũng đỡ rồi. Có lượng tò kéo rồi nó cũng vui rồi. Rồi. Rồi để chị nè điện chú xuống bác luôn đi. Hay dạ, không ra à? Hồ nó rít cho bò nè. Lâu nó ra. Trời mẹ đi đâu cái tái mà. Rồi chưa à? Không cho bò luôn á. Vũ mạnh đây nó mới rớt xuống chứ. Vậy là chắc nó muốn ở trong bò luôn, nó không muốn ra. Nhiều chắc cũng, trong thùng mình chắc cũng được 2 ký mấy rồi mọi người. Có nhiều cũng được 2 ký mấy rồi, điện trốn xuống lấy luôn rồi. Rồi thì hôm nay thì nó cũng ít nha mọi người nha, chỉ được 3 con thôi, mai thì cũng được 4 con mà rút cục ra nó cũng rớt mất, nó cũng tiếc. Thôi thì đến đây thì mình cũng kết thúc video nha, cảm ơn anh em và mọi người đã xem ủng hộ cho mình nha. Rồi hẹn anh em mọi người ở video lần sau.